Rồi xin chào anh em, trên tay mình đây là một cái ống kính gắn phía trước của nó là cái holder và một cái step ring để gắn cái filter. Thì cái này những ai mà chụp ảnh phong cảnh chuyên nghiệp hoặc là những người dân chơi mà sành thì vẫn hay dùng cái filter như thế này đó, để gắn lên này. Thì hồi xưa để mà mua một cái holder với lại cái step ring và cái filter như thế này của nước ngoài thì rất là đắt tiền, và thứ hai nữa là có một số cái hạn chế so trong khi sử dụng. Thì mình mới mượn được một bộ cái holder và cái step ring của Bombo sản xuất tại Việt Nam của một bạn trẻ, thì mình xin giới thiệu với anh em. Thứ nhất là mình thấy thiết kế rất là sắc sảo và có cải tiến một số thứ, ví dụ như là nhẹ hơn, mỏng hơn và nó chống lọt sáng tốt hơn, cũng như là giá thành rẻ hơn đó. Thì xin giới thiệu với anh em. Rồi, anh em thấy là cái sản phẩm của Bombo của một bạn trẻ ở Sài Gòn sản xuất, thì nó được đựng trong một cái hộp như thế này, rất là đàng hoàng ha. Đây, chỉ trên thông tin chỉ có cái Bombo, bombophoto.com là cái trang web mà của cái này. Thì Bombo Honda System là nguyên một cái hệ thống. Thì cái sản phẩm thứ nhất là chúng ta thấy là có cái holder, tức là một cái gá giữ nó như thế này. Thì có hai loại, một loại là bạn Bombo làm bằng inox tiện bằng laser và khắc CNC rất là tinh xảo. Tí nữa mình sẽ bỏ vào và mình coi thử nó như thế nào. Là cái thứ nhất là cái holder để nhét cái filter vào đây. Cái loại thứ hai đó là cái loại này thì làm bằng nhôm, nó nhẹ hơn đó. Giá rẻ hơn cái inox. Rồi, cái thứ hai là cái ring. Thì hồi xưa anh em mà dùng cái filter qua cái holder để mà chụp hình với máy ảnh DSLR thì chúng ta sẽ mua một cái ring này, xong rồi chúng ta mua những cái ring chuyển, ví dụ như là từ ống kính 77 chúng ta chuyển qua 72 hay là 62 hay 67 thì có những cái ring chuyển. Thì bạn Bombo thì không làm như vậy, làm luôn một cái ring. Ví dụ như nhu cầu dùng 77 thì chúng ta chỉ mua cái 77, 62 thì mua cái 62, 55 thì mua cái 55. Giá thành của một cái ring này là 150.000, còn cái holder này là 850.000 đó. Thì như vậy là chúng ta đủ mà một bộ như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào trong cái ống kính để coi thử là nó được cải tiến như thế nào và nó có chắc chắn hay không. Mình dùng cái ring 77 gắn vào trong cái ống kính 24-70 Nikon đây, thì chúng ta sẽ vặn nó vào. Mình vặn thì mình thấy nó rất là êm mượt, nó không có kiểu giống như là thằng tàu ha. Cái này mình thấy rất là làm rất là kỹ, từng cái ren cho đến từng cái chi tiết thả đó. Theo như bạn Bombo nói thì là sau khi tiện xong bằng CNC thì làm anode, có nghĩa là không phải là phủ sơn bình thường mà làm giống như là phủ một cái lớp sơn, giống như nó ăn vô luôn trong cái lớp nhôm, nó cũng chống trầy nữa. Đó, giống như là hàng rin ngày xưa xài hàng của bim đúc vậy đó. Rồi, ở đây thì chúng ta thấy là gắn cái holder vào. Thì thay vì giống như là những cái loại truyền thống, ta thấy là nó có một cái chốt bên hông, chúng ta lôi cái chốt ra để nó nhả cái ngàm, thì bạn Bo không làm như vậy mà làm một cái thiết kế cấu trúc kiểu khác, là chúng ta chỉ nhét thẳng nó vào thôi, không cần phải rút cái chốt ở trong. Bên trong họ làm cái ngàm bằng cao su, theo như bạn nó nói là bền và nó tiện dụng hơn đó. Chúng ta nhét nó vào như vậy chắc chắn có thể xoay đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn một cái filter vào. Đây là cái filter, đây là filter màu, filter ND, xin lỗi. Thì thường cái filter này thì không phải là của Bombo mà của Hi Tech. Thì cái filter khi mà chúng ta gắn vào một cái lọc như vậy thì chúng ta gắn cái mặt bóng ở phía trước, là tức là cái mặt bóng là cái mặt in chữ đó, ta gắn vào. Thì ngay trên cái holder của Bombo chúng ta thấy có hai khe, có nghĩa là chúng ta có thể gắn một lần hai cái filter. Ví dụ ND mình muốn làm hai cái hay là hai filter màu gì đó, thì giữa hai cái
giữa hai cái filter như vậy, nó có một cái gờ ở giữa. Thì các cái loại trước á, mình thấy là họ làm nó dày hơn để cho nó chắc, thì có một cái khoảng hở, mà chính vì cái khoảng hở đó thì ánh sáng nó sẽ lọt vào, nó lọt sáng. Thì cái Honda của Bambo này mình thấy là làm ở một cái độ rất là mỏng, mà càng mỏng thì cần phải làm nó khó hơn, nó tinh xảo hơn và nó không bị gãy hoặc là méo. Đó, mình gắn thêm một cái nữa, đó, nếu mà chúng ta cần gắn một lần hai cái lọc như thế này thì cái khoảng cách giữa hai cái nó rất là mỏng, thành ra là nó tránh được cái tình trạng là ánh sáng sẽ đi vào trong này và nó bị nhiều sáng, bị lọt sáng vào. Đó, à, chúng ta có thể dùng một tay chứ không cần phải là đặt cái ống kính xuống hay là cái máy ảnh xuống rồi chúng ta phải bấm cái chốt hoặc là lôi cái chốt rồi chúng ta mới thao tác được. Rồi, cái Honda này nó có thêm một cái đặc điểm nữa là thường thường thì các cái Honda khác họ sẽ tiện cho nó cái vòng tròn này nó xuống một chút xíu, thêm một chút xíu nữa. Thì khi mà thêm một chút xíu như vậy thì nó sẽ lòi cái thấu kính bên hông này nhiều hơn, thì cái khả năng ánh sáng, những cái tia sáng xi nó dễ bị lọt vào nhiều hơn. Nếu mà mình không chụp nữa, mình tháo ra thì thay vì phải giật chốt để mà vặn ra thì chúng ta chỉ cần tháo cái này thôi và cất cái này vô trong túi. À, có thể để cái này ở đây. Rồi, như vậy nếu mà anh em có nhu cầu chụp ở một cái range ví dụ như là 77, là cái ống kính, những cái ống kính góc rộng, có góc rộng đủ, hoặc là ống kính mà anh em thường chụp phong cảnh đó, thì chúng ta chỉ cần mua một cái ring chuyển này thôi, gắn vào đây. Đó, phía trước này thì chúng ta sẽ gắn những cái filter ví dụ như là Cibola hay là ND hay là những cái filter màu mà phù hợp với nhu cầu chụp mà ảnh phong cảnh. Đó, thì giá thành của một cái Honda mình thấy là rất là chất lượng, 850 ngàn, cộng thêm cái này 100 ngàn nữa là 1 triệu để có một cái bộ chụp phong cảnh bằng filter. Rồi, các cái filter này thì là không phải của Bombo, của Hitech thì mình không biết là giá nhiều. Ring này thì nó có nhiều kích cỡ. Tất cả các cái kích cỡ của mà cái ống kính của bạn có thì nó đều Bombo đều sản xuất. Anh em thấy là cách đây mấy ngày mình cũng có giới thiệu một cái bộ của Nick Software, nguyên một bộ Nick Color đó, giả lập 55-60 cái filter màu hay là những cái filter có những cái hưởng đặc biệt khi mà chúng ta chụp ảnh về và chúng ta hậu kỳ, có nghĩa là áp một cái kính lọc mà giả lập cho bức ảnh của ta trong hậu kỳ bằng phần mềm. Nhưng mà cái khi mà những người chuyên nghiệp dùng cái filter bằng cái gắn Honda bằng vật lý phần cứng như thế này thì cái chất lượng hình ảnh của sử dụng filter phần cứng này nó vẫn có sự khác biệt so với lại chúng ta áp một cái kính lọc màu giả lập ở trên phần mềm. Vì vậy cho nên là với những người mà chụp ảnh thương mại hay là những người chụp ảnh chuyên nghiệp thì họ vẫn đầu tư và họ vẫn sử dụng cái kính lọc mà gắn trên cái Honda như thế này. Đó, nhiều anh em thì nói là mình chỉ chụp chơi hoặc là mình chỉ chơi cho vui hoặc là mình sẽ sử dụng cái bộ filter giả lập kia thì cũng không sao. Nhưng mà cái này mình xin giới thiệu cho những ai có nhu cầu hoặc là những ai cần. Xin cảm ơn anh em.